Hello, xin chào tất cả bạn. Các bạn đã quay trở lại với kênh sinh viên đại học edX của mình, tên là Phạm Hân Hoan. Thì video hôm nay mình xin nói về những cái kiến thức và những cái chủ đề mà mình đã được học trong bộ môn vừa rồi, là bộ môn nghiên cứu con người. Thì buổi học đầu tiên thì chúng ta cần phải hiểu được rằng là nghiên cứu con người là gì, đúng không ạ? Nghiên cứu con người đó chính là nghiên cứu những cái bản chất cơ bản nhất, đúng không ạ? Bên sâu cho con người. Ví dụ như là những cái về khung xương này, đúng không ạ? Và sâu bên trong nữa là lục phủ ngũ tạng, đúng không ạ? Rồi đến các tế bào, các thần kinh, rồi các mô, đúng không ạ? Đó thì chúng ta sẽ nghiên cứu về những cái cơ bản như vậy. Và ngoài ra thì chúng ta phải nghiên cứu những cái biểu hiện bên ngoài. Đó, ví dụ như là những cái tính cách của chúng ta như thế nào. Đó, những cái sự vật sự việc chúng ta diễn ra hàng ngày như thế nào, những cái cảm xúc, đúng không ạ? Những cái tâm trạng diễn biến tâm lý theo chu kỳ là như thế nào. Thì chúng ta cần phải nghiên cứu những cái đấy. Nhưng đầu tiên chúng ta cần phải nghiên cứu đó chính là những cái cơ bản đầu tiên trước đã, rồi đến cái biểu hiện ra bên ngoài về những cái cơ quan như vậy, đúng không ạ? Tại vì tính cách chúng ta hình thành từ, đúng không ạ, từ cảm xúc, thì cảm xúc từ ngũ quan, đúng không ạ? Ngũ quan là các vị giác này, xúc giác, đúng không ạ, và thính giác, khứu giác, rồi tất cả các cơ quan đấy tác động đến dây thần kinh chúng ta và đưa lên tín hiệu các bộ não là chúng ta đang gặp một cái vấn đề và chúng ta đang cảm nhận một cái gì đấy. Đó, thì tại sao chúng ta cần nghiên cứu con người? Thì đầu tiên là việc nghiên cứu con người vô cùng quan trọng. Thứ nhất là chúng ta sẽ hiểu được bản thân mình là gì, là ai, đúng không ạ? Chúng ta bao gồm thứ nhất là cấu tạo cơ bản là những cái gì này. Chúng ta bao gồm những các cơ quan nào và các hệ cơ quan nào. Đặc biệt hơn nữa là chúng ta sẽ biết được tính cách của chúng ta, những cái điểm, những cái biểu hiện bên ngoài đấy ạ. Như tôi nói, những cái biểu hiện bên ngoài, chúng ta sẽ hiểu được cái tính cách này, biết được những cái thứ gì phù hợp với mình, đúng không ạ? Hiểu mình như thế nào, hiểu mình có cảm xúc như thế nào, diễn biến tâm lý chu kỳ như thế nào. Thì từ đấy chúng ta sẽ dần dần chúng ta sửa đổi, đúng không ạ? Phát huy những cái điểm mạnh và khắc phục cái điểm yếu đi. Đó, thì đầu tiên chúng ta hiểu được bản thân chúng ta trước đã. Đó, hiểu được ta như thế nào. Đó, ta là ai, đúng không ạ? Rồi biết được là ta sẽ làm gì, đúng không ạ? Làm sao để sống sao cho, thứ nhất là làm công việc gì nên làm sao để hiệu quả hơn chẳng hạn, hay là chúng ta học làm sao để cho tốt hơn, hoặc là chúng ta làm việc gì đó làm sao để trở nên hiệu quả và tốt nhất, hướng tới cái sự tuyệt hảo. Đặc biệt hơn nữa là nếu chúng ta hiểu bản thân mình rồi, hiểu được những cái tính cách, hiểu được những cái chu diễn biến tâm lý, chu kỳ cảm xúc rồi, chúng ta sẽ hiểu một cái sâu hơn bên ngoài, tỏa ra bên ngoài nhiều hơn. Ví dụ như là hiểu đối phương, biết được, ví dụ trong ngành sale chẳng hạn, thì cái vấn đề là hiểu đối phương và hiểu khách hàng cực kỳ quan trọng. Thì thứ nhất chúng ta phải hiểu được cái nỗi đau của họ là gì. Đó, nỗi đau của họ như là giống như cái vấn đề họ đang gặp phải, đúng không ạ? Hay còn gọi là cái nỗi đau, cái vấn đề của họ gặp phải khi đi tìm đến chúng ta là gì. Tại vì là khi khách hàng tìm đến chúng ta, khi chúng ta, họ cho mình cơ hội tư vấn, họ cho mình cái cơ hội được tiếp xúc với họ, thì chúng ta là họ đang gặp một cái vấn đề gì đấy. Đó, thì khi họ gặp một vấn đề gì đấy rồi, chúng ta sẽ biết được khai thác cái nỗi đau của họ là gì, họ là ai, đúng không ạ? Họ đang gặp vấn đề gì, thì từ đấy chúng ta sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của sản phẩm của mình. Đó, tức là mình sẽ là cái cầu nối, là cái cách truyền thông, đúng không ạ? Làm sao để sản phẩm đến tới tay khách hàng. Thì chúng ta muốn bán được hàng, bán được sản phẩm, thì đầu tiên chúng ta phải hiểu được cái nỗi đau của mình là gì đã, à nỗi đau của họ là gì đã. Rồi chúng ta sẽ hiểu được là chúng ta sẽ bán như thế nào, đúng không ạ? Cách chúng ta bán như thế nào. Đó, hiểu được những cái điểm yếu của họ là gì, thế mạnh của họ là gì. Từ đấy chúng ta sẽ đi sâu vào những cái nỗi đau, đúng không? Đi sâu vào những cái chỗ ngứa của họ, rồi chúng ta sẽ đáp ứng nhu cầu, làm thỏa mãn cái nhu cầu của họ, đúng không? Và để như mình quay lại cái ban đầu mình nói, là chúng ta phải hiểu được cái cảm xúc diễn biến của họ, diễn biến tâm lý của họ qua từng cái giai đoạn mua hàng như thế nào, đúng không ạ? Và ngoài ra chúng ta phải hiểu được cái cảm xúc của họ, đặc biệt hơn là chúng ta phải đoán được cái, phân tích được tâm lý của đối phương qua cái cuộc gọi chẳng hạn, hay cuộc gặp mặt, từ những cái cử chỉ đơn giản nhất, đúng không ạ? Những cái biểu hiện đơn giản bên ngoài, giống như là khi họ quan tâm chú ý chúng ta, thì họ sẽ có biểu hiện như thế nào. Ví dụ như là cái cách ngồi của họ sẽ rất là khác, cách để tay của họ rất là khác. Nếu mà họ nghe thì họ sẽ giao cúi mình về trước, đúng không ạ? Tay để mở ra một chút xíu để họ lắng nghe, đang tiếp nhận thông tin mở. Còn nếu họ đang chắp tay hoặc là khoanh tay như này, ngồi dựa vào ghế, chứng tỏ là họ đang không quan tâm tới những thông tin chúng ta truyền tải. Đó chính là cái biểu hiện bên ngoài chúng ta hiểu được để làm sao để chúng ta có thể là khiến cho họ cởi mở hơn, khiến cho họ cảm thấy là cần phải open hơn một chút xíu, lắng nghe chúng ta hơn. Đó thì đều có nghệ thuật. Ví dụ như là khi một khách hàng đang
không chú ý trong một hội trường hay thuyết trình của một người không chú ý đang điện thoại thì có cách là chúng ta hãy nhìn và chợt tập trung vào họ, đúng không ạ? Những cái biểu hiện như vậy để làm sao để chúng ta xử lý tình huống, đúng không ạ? Ngoài ra, đặc biệt hơn là nếu chúng ta cần phải hiểu, muốn hiểu được đối phương thì quay lại cái vấn đề chúng ta phải hiểu mình trước đã. Hiểu mình cái vấn đề gì, hiểu mình có những cái điểm mạnh như thế nào, đúng không ạ? Hiểu mình có những cái cách bán hàng như thế nào, đúng không ạ? Cách sale như thế nào? Bạn sale bản năng hay bạn sale kỹ thuật? Gọi bạn sale bằng kỹ thuật hay sale bằng bản năng, đúng không ạ? Bạn nắm bắt tâm lý như thế nào? Chúng ta cần phải hiểu mình trước, sau đó chúng ta mới bán, đúng không ạ? Hiểu mình, hiểu sản phẩm, từ đó chúng ta bán. Thì nghiên cứu con người là như vậy, để chúng ta thứ nhất là phục vụ cho công việc, phục vụ cho cuộc sống, và đôi khi là xa hơn một chút xíu là nghiên cứu con người, hiểu mình rồi thì chúng ta sẽ tìm tới gọi là một con đường tìm đến một con đường hạnh phúc, đúng không ạ? Đến trọn vẹn và mãi mãi đó. Thì nghiên cứu con người vô cùng quan trọng, thì tại vì là tất cả những cái biểu hiện sự vật sự việc bên ngoài thì đều xuất phát từ con người, đúng không ạ? Những cái tình huống xảy ra thì đều cũng xuất phát từ con người thôi, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần hiểu cái sự vật sự việc đấy bằng cách là chúng ta hiểu cảm xúc, hiểu được những cái sâu bên trong của họ, hiểu được những cái bản chất, thì chúng ta sẽ không còn mơ hồ nữa. Mình không còn cảm thấy sự việc sự việc trở nên ngẫu nhiên hay là do một cái gì đấy may mắn sắp đặt đó. Thì chúng ta sẽ, khi chúng ta hiểu được bản chất như vậy rồi thì chúng ta sẽ không còn cảm thấy là bị mơ hồ này, cái thứ hai không rõ ràng nữa đó. Thì cái nghiên cứu con người có một cái vai trò cực kỳ quan trọng như vậy đó. Thì buổi hôm nay mình được giới thiệu về, thứ nhất là giới thiệu về môn nghiên cứu con người đó, ví dụ bên trong chúng ta thì sẽ có các cơ quan như thế nào đó, và nghiên cứu con người sẽ hỗ trợ được gì trong cuộc sống chúng ta và trong công việc, đúng không ạ? Đôi khi chúng ta chơi, đúng không ạ? Chúng ta cần phải biết chơi, đúng không ạ? Hay là chúng ta chơi như thế nào đó, thể hiện cái sự tinh tế, tức là khi chúng ta chơi kết nối mối quan hệ, đúng không ạ? Làm sao để thể hiện cái tinh tế nhất có thể khiến cho họ cảm thấy là hạnh phúc, tại vì là muốn chúng ta hạnh phúc, muốn chúng ta gọi là cảm thấy là vui vẻ và thoải mái thì phải làm cho khiến cho đối phương cảm thấy vui vẻ thoải mái, rồi chúng ta và họ phải cảm thấy là hòa hợp với nhau được, và có thể là hòa đồng, và có thể là cảm thấy là vui vẻ trong một cái cuộc chơi, trong một cái cuộc trò chuyện, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta không hiểu họ, đúng không ạ? Không hiểu tâm lý đối phương, và đôi khi chúng ta không hiểu chúng ta nữa thì cái cuộc nói chuyện đấy thì rất là nhạt. Cái thứ hai là nói chuyện cũng trong nó, cái vấn đề nó chả thấy điều về đâu cả. Chúng ta không hiểu đối phương thì chúng ta không biết nói thế nào để làm sao cho họ cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc, đúng không ạ? Chúng ta không hiểu tính cách của họ thì làm sao chúng ta có thể là làm sao đưa những cái ngôn từ, đúng không ạ? Đưa những cái cách nói chuyện, đúng không, cách ngữ điệu chúng ta làm sao để cho họ chú ý, cũng như là làm sao họ cảm thấy thích được. Khi chúng ta chưa hiểu được cái tính cách, chưa hiểu được một cái nỗi đau của họ thì câu chuyện bán hàng thì rất là khó đó. Nên chúng ta cần phải, tại vì sao là khi chúng ta bán hàng hay là chúng ta làm một cái việc gì đấy, chúng ta phải cần phải nghiên cứu, phân tích kỹ đối phương trước đã, phân tích kỹ của họ xem họ tính cách như thế nào, đúng không ạ? Xem họ tên là gì, họ là ai, đúng không ạ? Họ đang gặp vấn đề gì, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ bán hàng được, và chúng ta cũng như là nếu mà chúng ta muốn kết nối với họ thì cũng phải kết nối được thôi, đúng không ạ? Đó, cảm xúc của họ như nào, tính cách của họ như thế nào, diễn biến tâm lý như thế nào đó. Thì chúng ta, đấy là những cái biểu hiện bên ngoài của một con người đó, và chúng ta phải hiểu được cái sâu bên trong, ví dụ cái cảm xúc, cái bản chất của họ như thế nào đó. Họ bị phụ thuộc vào cái gì không, phụ thuộc vào danh lợi tính không, họ bị phụ thuộc vào một cái gì đấy, đúng không? Họ phụ lợi, họ cần gì, họ cần danh, họ cần lợi, hay họ thích thể hiện bản thân, họ được tôn trọng, hay họ cần một cái sự chuyên nghiệp, họ cần một cái sự đơn giản nhẹ nhàng xoay xoa một chút xíu, xã hội một chút xíu, hay là họ cần một cái sự chuyên nghiệp. Chúng ta cũng phải hiểu cái đấy trước thì chúng ta mới có thể tiếp cận được họ, và làm sao mọi thứ trở nên một tiếp cận một cách tự nhiên nhất có thể. Đó, đó là những cái gì mình có thể học được trong buổi học vừa rồi. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn có các thắc mắc gì thì hãy comment phần bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.